bên vì ông sống không? Tại đang chỉnh lưu lượng khoảng vô khí nó khoảng trên 10 rồi. Đây giờ hạ xuống này. Giờ hạ xuống là hạ khí vô đầu xuống này. Đi không? Không ra khói được không? Xong rồi. Lưu lượng 20 khối cho lên. Henry 12 lỗ. Đây. Đây này. Đây đang sử dụng nước ngọt. Mình có thể chỉnh lưu lượng khí vô khí ra. Nó phun xuống khoảng chừng một lỗ đậu ra mịn luôn. Bạn đang chạy con 200 400W. Ok rồi mình